Đây là Masterchef thắng lợn mán. Nhưng bảo phải mổ nhá. À, tác phẩm của Masterchef. Nóng quá, nóng quá. Ba con gà quá ngon. Đẳng cấp đấy. Chỗ này chúng tôi hạ trại ở đây. Chỗ này có suối nhá, đẹp không? Tí là tắm suối ở đây. Đây. Đây hạ trại ngay đây thôi. Mát mẻ. Mấy chỗ này mình chỉ quan trọng là chỗ này là tí là mình ỉa được này. Ỉa ở chỗ này, chứ còn bơi thì bơi ở đây. Đấy, là tao cũng biết dựng ghế nhá. Đấy chưa? Trẻ con cứ ra đây lội suối nhá. Đấy. Tí nữa chuẩn bị đã buổi trưa là thuận tiện. Ăn uống xong rồi mới tắm nhá. Đấy. Và đây là tác phẩm của tao nhá, mượn lấy bambu đây nhá. Tưởng dựng được giỏi chưa? Siêu chưa? Đấy, ấm trà vừa mấy cả vừa khai trương nhá. Trà này là trà Phúc Long nhá. Trà này nhá, Phúc Long. Đấy. Đội kia thì đang lên lửa, chuẩn bị để nấu nướng. Đấy, leo lủng nó dựng xong hết rồi. Đấy, còn ai thích tắm thì xuống đây xuống suối tắm. Đấy, suối này trong vắt mát mẻ. Đấy. Ok, ok không? Ok, ok, ok. Đây là Masterchef thắng lợn mán. Nhưng bảo phải mổ nhá. Tác phẩm của Masterchef. Nóng quá, nóng quá. Ba con gà quá ngon. Đẳng cấp đấy. Đấy. Ba con gà rất giống thịt chó. Đấy, hốc ở đây xong rồi ăn xong rồi tắm suối xong rồi lên nèo nằm. Ôi ôi, một cá lại đẳng cấp luôn. Ôi ôi, quả xúc xích đây. Ôi ôi, con này là con nướng gì mà nó to này nhỉ? Con cá. Biết là cá nhưng cá gì? Cá to. Ôi giời, đồ này đã bơi rồi. Đồ này đã bơi rồi. Đồ này thì đang chuẩn bị đồ này. Ôi ôi. Bơi đây, bơi đây, bơi đây. Bơi đây, bơi đây. Bơi bụng là cứ phải hốc xúc xích. Đó. Hốc xúc xích đây. Chỗ này bơi sướng lắm. Mày chụp ảnh đi. 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 Mày chụp ả
cửa xuống luôn đi. Chị Vi, tớ tớ. Chị Vi ngồi lùi lại cho em cùng Vi cửa. Mi ơi, Mi, chảo đi, chị đã có rồi. Đủ rồi, đủ sáng. Anh nhá, hậu trường. Một. Các bạn ơi, ô ba chi nào, một, năm ơi. Hai. Mọi người ngồi xuống, mọi người ngồi xuống. Đèo vẹo. Đúng rồi, không có